Đây là cái phần củ máy phía bên trong các bạn. Như các bạn thấy thì cái củ máy này sử dụng cái nút công tắc điều khiển giống như các bạn vặn số quạt ấy. Là ở đây thì sẽ có điều khiển về thời gian với chế độ sử dụng liên tục. Là có nghĩa là cái phần này khi mà các bạn khởi động thì chỉ khi nào chúng ta tắt thì cái máy này nó mới ngừng hoạt động thôi. Còn không, khi mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn có thể điều chỉnh. Ví dụ như là hẹn đến 30, 60, 90, 120 và tối đa giờ mà các bạn có thể hẹn là 200 phút. Máy này thì sẽ sử dụng cái công suất là 900W, là một trong những cái công suất cũng khá là cao đấy các bạn. Ở đây thì nhà sản xuất có đưa ra cho chúng ta cái kích thước. Có cái kích thước dài rộng cao lần lượt là 705, 190 và 238mm. Các bạn có thể dựa vào kích thước này để xem rằng cái tủ sấy quần áo này có phù hợp với cái không gian cũng như là nhu cầu sử dụng của các bạn hay không. Thank you.
Trên đây là toàn bộ cái quy trình lắp ráp cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm tủ sấy San Hao có cái model là 2702. Để mua hàng thì các bạn có thể liên hệ với mình theo cái số hotline mình sẽ để trên màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.